Mới đây, một nam thanh niên 27 tuổi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển đến khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng an thần thở máy. Bệnh nhân có nhiều ban xuất huyết hoại tử giải rác toàn thân, tập trung nhiều vùng mặt, đầu chi. Theo lời người nhà bệnh nhân kể lại, trước thời gian vào viện 4 ngày, bệnh nhân có ăn tiết canh lợn ngoài quán. Sau khi về nhà, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi người. Đến đêm, bệnh nhân xuất hiện sốt rét run không rõ nhiệt độ. Sáng ngày vào viện, người nhà phát hiện bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, tím tái toàn thân. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản thở máy và chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị. Tại khoa hồi sức tích cực, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não theo dõi do so liên cầu lợn. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực bởi biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng, được lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm của máu. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chia sẻ Tại một số nơi vẫn có người dân quan niệm rằng ăn tiết canh đầu tháng có màu đỏ để lấy may mắn. Điều này không đúng bởi nó có thể gây hại cho sức khỏe con người. Thường ở ngoài hàng quán, tiết canh được lấy từ tiết động vật tươi sống. Đây là một trong các nguyên nhân chính khiến nhiều bệnh nhân bị nhiễm run sán. Nếu ăn phải tiết canh của lợn đang mắc bệnh thì người ăn có nguy cơ mắc lên cầu lợn, bệnh đường tiêu hóa. Trường hợp nam thanh niên 27 tuổi này cũng mắc sai lầm như vậy. Theo lời người nhà, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch vừa qua, hai anh em rủ nhau đi ăn tiết canh lấy may. Liên cầu khuẩn lợn, tên khoa học là Streptococcus suis, là tác nhân gây bệnh viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm khớp ở lợn. Tuy nhiên, vi khuẩn có thể cư trú ở đường hô hấp trên, mũi họng, đường sinh dục và tiêu hóa của lợn khỏe mạnh. Ở người, liên cầu khuẩn lợn gây bệnh cảnh nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm khớp, viêm nội tâm mạc. Vi khuẩn liên cầu lợn lây từ lợn sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với lợn mang vi khuẩn, lợn lành hoặc lợn bị bệnh thông qua những vết thương nhỏ trì sức trên da trong quá trình giết mổ lợn chế biến thịt lợn hay ăn tiết canh thịt lợn chưa chế biến kỹ bệnh liên cầu lợn thì một thời gian gần đây người ta mới phát hiện ra là nó có một cái loại vi khuẩn mà nó xuất phát chính xác là từ con lợn ở người nó cũng có con liên cầu đó nhưng mà cái con này đặc biệt ở lợn và khi tấn công vô người đó thì nó sẽ tạo ra những bệnh cảnh cũng là khá là đặc biệt có thể nhiễm trùng huyết có thể viêm màng não và đặc biệt là nó vẫn có thể khả năng gây tử vong khá là cao nếu mình không phát hiện kịp thời và điều trị đúng thì cái tên của nó là cái con Septococcus à, mà trong quá trình chế biến hay giết mổ đó người ta không bảo đảm được là cái 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 cái, cái da mình nó xước mà nó không được bảo vệ bằng những cái màng trắng này găng tay chẳng hạn thì vẫn có thể là hoặc là có một số người, người ta chế biến người ta làm tiết canh gì đó thì cũng có thể xảy ra nhưng hiếm hơn chủ yếu là giết mổ đi cầu lợn có thể nó, nó 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 ủ bình rất là ngắn nó chỉ cần 3 đến 5 ngày thôi là nó sẽ bùng phát trở ra sau khi mình tiếp xúc với lại cái cái, cái tác nhân gây bệnh bằng qua da đó khi mắc bệnh liên cầu lợn á, thì nó có hai bệnh cảnh khá là nặng đó là nhiễm trùng huyết đưa tới sốc và có thể tổn thương nhiều cơ quan mà tử vong hoặc là nó gây ra viêm màng não à, viêm màng não liên cầu lợn thì nó cũng nặng nề như tất cả cái viêm màng não do vi trùng khác à, cho nên nếu mà chúng ta mà làm trong cái môi trường giết mổ á, mà chúng ta sốt cao á, Chúng ta phải nên đi bệnh viện hoặc là sốt cao mà thấy trên da mình nó xuất hiện những cái mảng xuất huyết á là phải đi bệnh viện ngay và mình phải báo với bệnh viện bệnh, bệnh bác sĩ là mình có làm cái nghề như vậy và bác sĩ nó phải có phản xạ hình dung tới là có khả năng liên cầu lợn thì mình mới can thiệp thuốc kịp thời chứ nếu không để trễ thì khả năng tử vong nó rất là cao vi khuẩn lên cầu lợn không khó điều trị đáp ứng với nhiều kháng sinh thông thường tuy nhiên một số đối tượng đặc biệt với thể trạng suy giảm miễn dịch thì diễn biến lâm sàng rầm rộ nguy cơ tử vong cao rất nhiều biện pháp có thể phòng bệnh bao gồm quản lý về nguồn cung cấp thịt lợn an toàn trong chế biến thực phẩm từ thịt lợn và đặc biệt cần nâng cao nhận thức của người dân nên từ bỏ những món ăn có từ lâu nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm <laughs>